cùng là anh em chơi xe thân thiết với Huy 6 năm rồi mà ổng chỉ có một cuộc tình duy nhất, trong khi Huy 6 năm Huy tới 4 cuộc tình. Huy không hiểu tại sao mà ổng 6 năm mà ổng chỉ chơi có một chiếc xe này. Thì ngày hôm nay Huy với anh em phải cùng tìm hiểu để xem nó có gì đặc biệt. Đối với một chiếc xe 6 năm trời gắn bó nó sẽ có những cái kỷ niệm khác nhau. Chiếc xe này nó sẽ giúp mình làm ăn lên, hay là chiếc xe này nó kỷ niệm với mình đối với một người tình cũ nào đó, hay là một cái câu chuyện hay cái gì đó, nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng đối với anh Vũ á, thì Huy cũng không còn xa lạ gì nữa, cũng là anh em thân thiết với nhau. Thì chiếc xe 6 năm trước này của ảnh á, lúc đó thì Huy với ảnh chơi trong câu lạc bộ Quay Đi Mình Tân, và Huy với ảnh cùng là ban quản trị câu lạc bộ. Cái kỷ niệm mà Huy với ảnh nhớ nhất, anh em nghĩ là có tin là 2 năm trời, cứ mỗi tối thứ ba thứ năm là Huy với ảnh cùng với những anh em trong câu lạc bộ đi từ thiện. Mỗi lần đi vậy là phát mấy trăm phần quà, cháo, sữa này nọ, nhiều lắm, trong vòng 2 năm trời. Và lúc đó chơi hội nhóm rất là vui, chứ nó không như bây giờ đâu anh em. Bây giờ thật sự mà nói hội nhóm thì đi ăn nhậu là nhiều đó. Còn hồi xưa là chỉ thích cái vấn đề mà thiện nguyện mà thôi. Thì 6 năm trời, một chiếc xe này anh em sẽ thấy là nó can kinh khủng, bởi vì ảnh luôn dọn mới nó, không muốn nó bị cũ qua thời gian. Và bên cạnh đó thì còn rất nhiều món đồ chơi mà ảnh gắn lên xe. Và thật sự mà nếu mà sau video clip này anh em mà muốn gặp được chiếc xe này ở ngoài đời để ngắm nó kỹ chi tiết hơn, thì anh em cũng có thể dễ dàng gặp ảnh. Ảnh cũng có một cái quán cà phê tên là A Vũ, rất là dễ thương luôn, từ Vũ và kêu viết thành Vũ luôn, ở trên đường Tân Phú, ngay trên quận Tân Phú anh em đó, đường kênh Tân Quá. Thì ngày hôm nay Huy sẽ cùng anh em soi coi những cái món chi tiết gì mà khiến một chiếc xe dọn cũng rất nhiều món đồ chơi nhưng mà nó vẫn giữ cái chất gì đó zin, nhưng mà nó rất là can cực kỳ dù đã 6 năm trời rồi. Thì đầu tiên anh em sẽ thấy cái bộ áo. Nói tới cái bộ áo thì lại là một câu chuyện nữa, Huy cũng xin phép ngoài lệ xíu. Thì hồi đó lúc mà Huy chơi xe là 6 năm trước là Huy đã kêu ảnh độ đi. Độ có nghĩa là gì? Là lúc đó anh em cùng lên tem, cùng sơn màu. Trời ơi, tôi năn nỉ ổng không chịu. Ổng không muốn thay đổi kết cấu xe đó, ổng chỉ muốn một chiếc xe zin mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn thật sự là trời ơi, con người ta chịu lên tem rồi chịu sơn lại bộ áo mới, và bộ áo bây giờ rất là đẹp anh em. Thì cái bộ áo này đã được sơn lại rồi, cái màu zin thủy của ảnh là Huy nhớ luôn, màu xanh ngọc. Bây giờ thì cái màu xanh dương, xanh lè, xanh lét đó đây, và lên một bộ tem ghép tại bình đề can rất là đẹp. Và cái bộ tem ghép này Huy nghĩ là nó cũng khoảng đâu đó cho nó gần 1 triệu đi, rồi tiền sơn thì cũng phải khoảng 1 triệu nữa đó, thì ra được cái bộ áo như thế này. Không biết anh em có để ý hay không, thường thì đối với những mà anh em chơi quay A độ lên rồi á, thì cái mà họ sẽ muốn độ đầu tiên chính là cái hệ thống phanh trước. Bởi vì thật sự mà nói thì dình dàng chân nó yếu ớt lắm đối với chiếc quay A, nếu mà phía trước vẫn chưa lên đĩa mà nhà sản xuất á, thì họ sẽ không có phiên bản để cho mình chọn lựa là tôi muốn mua xe là thắng đùm hay là mua xe thắng đĩa như là dòng xe Sirius, mà chỉ có thắng đùm mà thôi. Cho nên mua về bắt buộc họ phải độ lại thắng đĩa trước nhìn cho nó cứng cáp. Nhiều anh em thắc mắc là chi phí độ thì khoảng bao nhiêu, thì Huy sẽ chia sẻ trong video clip này. Đầu tiên để nói về cái đĩa thì bắt buộc là mình phải nói về cái cụm trước đi, mình phải lên cái cụm trước đã. Cái cụm này á thì anh em sẽ thấy đây là cái cụm của Honda Way S 110. Thì giá cái cụm này thì sẽ hơn 400.000. Nói chung là nó là cái cụm dầu thôi anh em. Rồi đi kèm là một cái tay thắng, thì anh em có thể chọn tay zin. Còn nhưng mà chiếc xe của anh Vũ này á, thì ảnh đã đi tay Sirius rồi. Đi tay Sirius xong rồi mã Nikken lên, nhìn nó bóng cực kỳ luôn. Và cái chi phí mã thì sẽ khoảng đâu đó tầm 200-300.000. Nhưng mà được cái là anh em thấy nó bóng không? Tại vì đây là nước mạ của xe hơi đó, nó không phải là của xe máy, nên là nhìn nó bóng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó mình phải bắt buộc là lên cái đầu. Cái đầu thì mình sẽ lên của Quay S100. Tại sao phải lên cái ốp này?
Nếu mà anh em muốn giữ lại cái ốp zin của quay A thì anh em phải khoét, nhưng mà về khoét á, thì sẽ không bao giờ có cái độ thẩm mỹ được như là mình mua mà hãng nó khoét sẵn như thế này. Như zin thế này khoét rất là đẹp và vừa đủ để chúng ta thấy được cái bình dầu dính liền với cái cùm bình dầu, và ảnh cũng làm nổi bật cái bình dầu liền bằng là một cái nắp dầu CNC. Rồi tiếp đến thì mình mới đi xuống cái dàn chân nè. Sau khi mà có cùm rồi thì mình mới đi xuống cái dàn chân. Cái dàn chân thì bắt buộc là tiếp tục là phải thay. Mình phải thay phuộc, mình phải thay đùm. Đó, phuộc thì chúng ta sẽ sử dụng phuộc của quay F110 luôn. Đây, phuộc của F110 thì sẽ chi phí một cặp sẽ tầm đâu đó khoảng 1 triệu đồng. Rồi mình đi đùm của quay F100. Đây là cái đùm của quay F100 thì tầm 450. Rồi mình sẽ mua đĩa, rồi mua heo dầu, tùy anh em chọn lựa thôi. Nhưng đối với anh Vũ thì đã lên heo đồ chơi rồi. Thì cái con heo đồ chơi này là con heo Nissin mà anh em rất là quen thuộc, mẫu heo 2 bit, và thường thì mọi người sẽ gọi là Nissin Thái Lan. Thì giá một con thì sẽ tầm đâu đó khoảng 1,4 triệu. Và bây giờ cái thị trường á, giống như là biết mọi người chuộng cái mẫu heo này, cho nên thì cũng có loại heo 1-1. Thì mình phân biệt làm sao được về heo này là zin hay là 1-1? Thì trên con heo chúng ta sẽ thấy cái mã số khắc ở phía sau ngay cái chỗ cái bố con heo, có cái mã số dài. Bên cạnh đó thì con heo này tại sao được nhiều người yêu thích? Ngon, bổ, rẻ, chất lượng nữa, gắn như zin. Mua là có cái bát sẵn luôn để bắt cho quay. Nhưng mà ở đây Huy thấy thì chắc ảnh muốn cho nổi bật hơn nên là cũng thay một cái bát CNC rồi. Thì cái bát này thì tầm khoảng 550. Và một điều trên con heo Nissin này mọi người sẽ thấy nha, là ở đây là anh em sẽ thấy một cái khoe, một cái con ốc. Cái con ốc này á, đúng như trên con heo zin, ở đây nó sẽ là một cái chụp cao su giống như trên thế này. Và phía sau chụp cao su á, là một cái khoe mà để giữ cái bố. Nhưng mà xài một thời gian á, thì xảy ra tình trạng là nó sẽ bị xúc ra, nó sẽ rất là xấu. Cho nên thì cái cách khắc phục của anh Vũ sử dụng là dùng một cái khoe của con heo sau trên Accenter 150 và gắn nó như thế này. Nó vừa lắp đi cái khoảng trống mà cái cao su khi bị xúc ra, mà nó vừa giữ được cái khoe nữa. Thấy hay không? Đây là một cái mẹo để chúng ta khi mà chơi con heo này sẽ sử dụng. Còn nếu mà anh em gọi là có điều kiện thích chơi độc lạ hơn, có thể lên cái này titan luôn cho đẹp, là điểm nhấn cho con heo. Tiếp đến là cái đĩa. Cái đĩa anh em nhìn là cứ tưởng là đĩa quay, đúng không? Nhưng mà đây đúng là cái đĩa mà ảnh gọi là xăng. Đĩa của MXX125 thì nó không khác gì nhiều. Ở trên đây thì nó có chữ Sunfast thế thôi. Về kích thước đĩa hay gì thì y chang, không có khác gì hết. Và niền ở đây sử dụng là niền Excel. Giá cặp niền này bây giờ mua đâu đó thì sẽ tầm hơn 2 triệu. Rồi căm thì sẽ là căm Nova siêu bóng luôn. Nổi có bổ căm không là cũng đã 850 rồi đó anh em. Rồi cái đùm 450 nữa, rồi cặp vỏ nữa. Cái niền này anh em sẽ thấy là cái đường kính của nó là 1.4 nha, trước 1.4 và sau sẽ là 1.6. Cái kích thước anh em, cái kích thước á. Còn cái đường kính, sorry anh em, hồi nãy Huy nói là nó 17 inch nha. Đó, cặp vỏ thì là Michelin CT Rip Pro. Đây, mọi người sẽ thấy cái gai ha. Mà đi bánh nhỏ gì cũng ớn ớn quá anh em. Tới lên lại cái phần đầu, mọi người sẽ thấy tại sao Huy nói chiếc quay này là chiếc quay dọn zin theo phong cách là sinh viên. Có cái rổ trước rất là dễ thương. Cái rổ này thì chất liệu của nó là inox 304. Và mọi người sẽ thấy cái thiết kế nè. Và nó là đến từ thị trường Thái Lan, nó có tên là 3S. Giá của nó sẽ đâu đó tầm khoảng 1 triệu đồng. Và để gắn được cái này thì anh em sẽ có hai sự chọn lựa cứng cáp không. Đó, một là mình sử dụng cái mặt nạ zin nhưng mà mình phải khoét. Còn hai là lên cái mặt nạ khác của cái dòng quay gì á, anh em nhớ thì comment phía dưới nha. Là gắn được cái rổ này phía trước, nó ba lỗ ốc. Còn không thì mình phải sử dụng cái bát ba lỗ ốc bên trong này, bên trong cái mặt nạ. Gắn rất cứng cáp luôn, đó. Và ở đây quý thấy là nội có bắt cái rổ này cố định bằng ba chú ốc thôi, là cũng sử dụng ốc cô sô rồi anh em. Thì một con ốc này sẽ đâu đó tầm khoảng 50 ngàn một con. Thì cái ốc này nó có gì đặc biệt? Khi mà mình bắt cố định rồi thì nó sẽ có cái nắp chụp ở ngoài, giống như cái nồi có cái nắp gì đó anh em. Để Huy coi coi còn cái gì đặc biệt trên phần đầu nữa không, mà để muốn chia sẻ anh em. Rồi, thì phần đầu xong rồi nè, dàn chân trước xong nè, thì chúng ta sẽ nói về cái dàn chân sau. Huy phải nói một điều, thật sự một lời khen luôn, 6 năm mà nó keng kinh khủng anh em. Đồ zin không đó, keng quá trời keng luôn. Ở sau thì anh em sẽ thấy một cặp phuộc nai. Phuộc nai thì tại sao mọi người yêu thích và sử dụng nó?
Tất nhiên thì nó cũng như là con heo dầu trước vậy đó, ngon, bổ, rẻ và chất lượng rất là tuyệt vời. Và anh em sẽ thấy là cây phuộc này nó là lò xo màu vàng đó, kiểu như ô liền vậy đó. Và cái chân thì được mạ, được xi rất là đẹp, kể cả những cái đường vân 3D mà đó họ làm cũng rất là sắc sảo và gắn như zin, không có chế, không có khoét cái gì hết á đó. Gắn như zin và cái độ nhúng của nó là cực kỳ êm ái. Còn cái giá bao nhiêu thì anh em chờ xíu để Huy dùng bí kíp đấy, tại vì cũng nhiều quá nên quên. Giá cây phuộc này là 250, ý 2,2 triệu anh em đó, 2,2 triệu một cặp. Quay đêm họ chơi rất là nhiều từ xưa đến nay rồi. Và cây bô, lúc đầu Huy nhìn nó Huy cũng tưởng cây bô là cây bô zin, nhưng mà nó là cũng cây bô S Thái 206. Thì cái bô này sẽ giá đâu đó tầm khoảng 1,1 triệu. Rồi tiếp theo còn một cái nữa, cái đùm của Phu 2 ở phía sau. Huy sẽ dời chiếc xe ra xíu để cho anh em dễ thấy hơn. Đây mọi người có thấy cái gì lạ lạ không? Đây là cái đùm, xém nữa rồi, kẹt tay rồi. Đây cái đùm của Phu 2 chứ không phải là đùm zin của xe. Vậy nó khác cái gì mà tại sao anh Vú lại muốn lên cái đùm này? Nếu mà anh em quan sát cái đùm zin của chiếc Quay A hay là những dòng xe khác Phu chờ này nọ, anh em sẽ thấy là nó sẽ có hai cái đũa. Một cái đũa nằm trên để cố định cái đùm, và một cái đũa nằm dưới để sử dụng càng thắng phía sau. Nhưng mà như vậy thì nhìn nó rối lắm, nó mất thẩm mỹ. Cho nên thì sử dụng cái đùm của con Phu 2 này thì sẽ loại bỏ luôn cái đũa phía trên. Anh em nhìn phía trên đâu thấy cái đũa đâu đúng không? Chỉ có cái đũa phía dưới thôi. Và cái đũa vậy bây giờ phải cố định như thế nào? Thì mình phải làm một cái bát và mình phải bắt cái ốc, coi như là mình khoan cái gắp này nè, ngay chỗ vị trí này. Đây, cái vị trí ngay chỗ này là mình khoan cái con ốc vô cái gắp luôn, rồi mình bắt cái bát nó vô trong cái gắp, phải chịu hy sinh đó để cố định được. Nên là không cần sử dụng đũa. Mà anh em thấy nó gọn gàng không? Vậy nếu mà anh em là một người chơi mà không muốn khoét chế như thế nào khi mà sử dụng cái đùm Phu 2 này, thì có thể là mình sẽ lên luôn cái gắp của Phu 2. Nhưng mà nếu mà lên cái gắp á, thì nó sẽ cái đòn của nó sẽ dài ra hơn một xíu so với cái gắp zin này. Thì tùy anh em chơi thôi. Nói chung chơi cái này vẫn có chất lượng, vẫn ok chứ không phải là nguy hiểm gì. Nên là tùy anh em chọn lựa như thế nào. Đôi khi anh em muốn giữ đồ zin quá thì anh em có thể sử dụng như thế này. Quay bánh cực kỳ nhẹ ha anh em. Đó. Xe giữ kỹ đến nỗi thiệt. Ổng nói là cái ngày quay á, là bữa nay nè, cho Huy liếm luôn á chiếc xe. Ổng lao kinh khủng luôn, sách nó can. Còn cái gì để quên không? Để Huy coi lại một cái. À, rồi tới cái cản. Cái cản này thì là cản của Quay Nai. Tại sao lại sử dụng cản này? Nó chỉ là một cái cây sắt thôi, và chi phí của nó cũng tầm khoảng 1 triệu đồng rồi. Thật sự cái cản của thằng Quay Zin á, Quay A, nó rất là xấu. Nó có một cái cao su bọc phía ngoài và nhìn nó thô lắm. Để người nắm á, nắm nó êm tay hơn. Nhưng mà đối với những anh em chơi xe thích cái gì nó gọn gàng, nó đơn giản và nó phải có độ thẩm mỹ cao, thì ở đây cũng là một sự chọn lựa rất là hợp lý. Rồi thì một cái đơn giản đó, cái chìa khóa cũng được trao chuốt. Cái đồ thủ công mỹ nghệ thôi anh em đó. Ốc cái này là sử dụng ốc gì ta? Ốc gì tự nhiên quên rồi. Đúng rồi, Salaya. Biết camera nó còn hay hơn tôi không nội ơi. Đó. Salaya. Và một cái ba ga để chở vợ đi chợ. Và đó là những gì mà Huy thấy trên chiếc xe này. Toàn bộ ốc thì cũng được làm mới, rất nhiều chi tiết là sử dụng ốc Coso, ốc Salaya. Và Huy nghĩ tiền ốc cũng ngốn chắc 1-2 triệu đồng rồi đó. Ốc máy này nọ Coso nè, rất là nhiều. Phần còn lại như thường lệ Huy sẽ mời anh em đánh giá về mẫu xe này, để xem những cái gì gắn trên chiếc xe này đã khiến anh em hài lòng hay chưa. Hoặc có gì góp ý thì anh em cứ comment phía bên dưới. Mong rằng nó sẽ là một cái bản độ dành cho những anh em yêu thích cái vẻ đẹp zin, nhưng mà muốn gắn những món đồ chơi giống như là để trải nghiệm hay là tăng hiệu năng khi mà chúng ta chạy trên đường. Đó, thì anh em cứ bình luận phía bên dưới ha. Mong nhận được những cái đóng góp của anh em. Còn bây giờ Huy và Hai Bánh xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.